Sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Trà tổ chức Ngày hội Việc làm Bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế, đem đến hơn 8.000 vị trí việc làm trong và ngoài nước để người lao động tiếp cận. Tham dự chương trình có ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Chí Tài, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy. Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình hoan nghênh Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức ngày hội một cách kịp thời, thích ứng nhanh với tình hình mới, đặc biệt trong trạng thái phục hồi kinh tế hiện nay. Nhấn mạnh về tầm quan trọng của phát triển thị trường lao động linh hoạt hiện đại, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, dự báo thị trường lao động nhằm định hướng công tác đào tạo, giới thiệu việc làm trong tỉnh, trong nước và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giúp người lao động có cơ hội tìm được việc làm và giúp doanh nghiệp tuyển đủ số lao động còn thiếu. Các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt tập trung các ngành đào tạo đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật công nghệ cao nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, yêu cầu phát triển của tỉnh và hội nhập quốc tế. Ngày hội lần này đã có sự đổi mới trong cách thức tổ chức, đó là tổ chức theo khu vực. Đây là cơ hội để người lao động khu vực phía Bắc có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với cơ hội việc làm, tuyển sinh học nghề và cũng là cầu nối để các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Huế, thị xã Hương Trà, huyện Phong Điền, Quảng Điền lựa chọn nhân lực phù hợp với nhu cầu tuyển dụng. Với sự tham gia của 37 doanh nghiệp, trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, ngày hội có nhu cầu tuyển dụng 8.149 vị trí việc làm trong và ngoài nước, tuyển sinh 6.420 chỉ tiêu học nghề với nhiều ngành nghề, trình độ, là cơ hội để người lao động tìm kiếm được việc làm phù hợp khi được tư vấn, được tạo cơ hội giới thiệu việc làm, được định hướng đúng, chuyển đổi học các nghề phù hợp. Tại ngày hội, ban tổ chức cũng đã ra mắt sàn giao dịch việc làm điện tử giúp người lao động và đơn vị tuyển dụng có thể tương tác với nhau trên môi trường mạng.